Kính thưa quý vị, mặc dù trong thời gian vừa qua chúng ta đã cảnh báo về nguy cơ phòng cháy, chữa cháy, nguy cơ cháy nổ trong mùa hè là rất cao. Thế nhưng vừa qua lại có thêm một vụ cháy nữa khi vào 14 giờ 30 phút chiều ngày 20 tháng 9, một vụ hỏa hoạn đã thiêu rụi hàng trăm mét vuông nhà xưởng của một công ty gỗ trên địa bàn của thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Theo đó, thời điểm trên khi công nhân đang làm việc trong nhà xưởng của một công ty gỗ nội thất trên đường Hòa Bình số 7, phường Bình Hòa, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương, thì bất ngờ ngọn lửa bùng lên ở khu vực chứa sơn PU. Phát hiện vụ việc, các công nhân chạy đến tìm cách dập lửa tại chỗ nhưng bất thành. Nhận thông tin, cảnh sát phòng cháy chữa cháy tỉnh Bình Dương đã nhanh chóng có mặt tiếp cận hiện trường để dập lửa. Khoảng gần một tiếng sau, ngọn lửa đã được khống chế. Vụ hỏa hoạn làm khu nhà xưởng đổ sập, hầu như toàn bộ gỗ và máy móc bên trong đã bị lửa thiêu rụi, ngăn chặn được ngọn lửa không lan rộng ra xung quanh. Hiện thì nguyên nhân vụ cháy và con số thiệt hại vẫn đang được thống kê làm rõ.